Quang Huy rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để cùng theo dõi những câu chuyện có thật được tái hiện lại thông qua lời kể của nạn nhân và người chứng kiến. Qua đó thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích. Và thưa quý vị, với chiêu lừa đem cùng một loại sản phẩm đến các cửa hàng kinh doanh bày bán, hứa hẹn chi hoa hồng hấp dẫn, sau đó có người khác đến giả vờ đặt mua đúng loại sản phẩm này với số lượng lớn. Khi chủ các cơ sở bỏ tiền túi ra mua sản phẩm về, gọi điện thì người đặt mua hàng biến mất, thật sự đã gây bức xúc và hoang mang cho các cửa hàng. Và những ngày vừa qua, chương trình Chuyện Cảnh Giác liên tục nhận được cuộc gọi từ các tiệm thuốc Tây chia sẻ về chiêu lừa tương tự như trên mà họ đã gặp phải. Quang Huy mời tất cả quý vị cùng theo dõi tình huống sau để hiểu rõ hơn về trò lừa này và có bài học cảnh giác cho mình, quý vị nhé. Có hơn 10 năm kinh nghiệm buôn bán ở một cửa tiệm thuốc Tây, nhưng tôi không ngờ có ngày mình bị lừa dễ dàng bởi màn kịch hoàn hảo mà bọn lừa đảo dựng sẵn. Tôi nhớ rõ sáng hôm đó, tiệm vắng khách thì có một người thanh niên đến tiệm tự xưng là Trình Dược Viên muốn giới thiệu loại thuốc mới. Dạ, cô ơi, thuốc này có tác dụng là thanh nhiệt, nhuận trường đó cô. Cái này thuốc này là thuốc mới hả? Dạ, thuốc này đang là nó có hiệu quả tốt lắm đó cô, giờ nhiều người dùng lắm á. Nhưng mà thường thường là cô lấy thuốc ở những nhà thuốc quen không à? À dạ. Đây nè cô. Đây. Rồi, hiện tại bên công ty còn có rất là nhiều đại lý cung dịch xung quanh à. Mấy nhà thuốc lớn rồi đó cô. Mấy cái nhà thuốc này thì cô biết hết á. Nhưng mà thực sự là cái thuốc này cô chưa có bán. Mà nếu mà bây giờ cô lấy vô cô bán thì cô sợ nó không có tiền. Dạ, cô cứ an tâm đi, đây nè cô. Đó, công ty của con á đã được chứng nhận nè của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Đây, công ty của con nè ha cô à, đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Dạ, đã được cấp rồi cô. Rồi đây nữa nè cô. Đây á là giấy chứng nhận GMP nè cô à, dạ là đã đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc đó cô. Dạ cô coi đi. Dạ đây nữa nè cô à, đây á là của Bộ Y tế nè, Cục Quản lý Dược nè à, đã giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất à, dạ. Cô biết không? Tại vì con cũng biết đây là cái sản phẩm mới của bên công ty của con. Nên là nhiều nhà thuốc cũng còn phân vân, còn đắn đo. Không biết là có lấy bán có chạy hay không. Nhưng mà cô cứ yên tâm đi. Cái loại thuốc này nó có công dụng rất là tốt. Người già hay là trẻ em trên 8 tuổi gì á, uống vô cũng được hết. Và chị là nhanh khỏi lắm á cô. Này nè, con thấy không? Thuốc dễ uống lắm. À, đây đây cô. À, dạ. Cô xem đi. Này nó dạng cốm rồi. Dạ. Một hộp này á là nó chỉ có 199.000 thôi. Dạ. Nếu mà cô còn ngại á thì thôi bây giờ con để cho cô hai hộp đi. Hai hộp này á cô bán trước. Bên con không có lấy tiền trước đâu. Sau khi mà cô bán được á thì bên con sẽ lại thu tiền. À, nhưng mà cho cô hỏi đi, cái chiết khấu á thì nó bao như thế nào? Dạ, chiết khấu á, thì cô cứ an tâm đi, bên con á, sẽ cao hơn với tất cả những cái loại thuốc mà nó có cái công dụng giống như vậy. Dạ. Thiệt lúc đó tôi như bị đi guốc trong bụng, những thứ tôi cần á, đều được cung cấp đầy đủ hết, lại không cần phải trả tiền trước nữa. Nghĩ mình không có mất mát gì hết, bán được á, thì được tiền, chiết khấu để lại cũng cao, nên tôi đồng ý lấy ngay thuốc về bán. À, nhưng mà giả tỷ như bên cô mà cần thuốc bán á, thì bên cô có giao liền được không? Dạ giao liền chứ cô, con là con trực ở khu vực này nè, chỉ cần cô alo con cái là con chạy lại một hộp tôi cũng giao nữa. Dạ hả? Dạ. Ấy, vậy cô cho con xin số điện thoại đi, rồi có gì con đăng ký cái đại lý cho cô luôn, xong rồi cô chỉ cần cho cô gọi cái là con chạy lại à. Dạ, vậy con luôn đi. Tôi với cậu ấy trao đổi số điện thoại, thấy cậu ấy nói chuyện cũng vui vẻ, kiểu thành thật, và luôn tạo điều kiện để tiệm thuốc của tôi bán được hàng, nhận được chiếc khấu cao, nhưng tôi đâu có ngờ.
màn kịch lừa đảo chỉ mới bắt đầu thôi. Qua rồi đó. À, dạ dạ. Dạ, tôi xin phép vô nha, căn bằng hẹn với mấy nhà thuốc nữa. Dạ dạ. Tôi yên tâm đi, thuốc này bán được lắm. Chứ có gì gọi con nha cô. Dạ dạ cô. Và không lâu sau đó thì có một người phụ nữ đến tiệm của tôi để hỏi mua thuốc giải nhiệt thanh lọc cơ thể. Chị ơi, chị có bán cái loại thuốc giải độc thanh nhiệt cơ thể không? Trời, cái tháng này trời nó nóng nực quá trời luôn. Mấy đứa nhỏ nhà tôi đứa nào nấy hả, miệng mồm nó lở rồi nó nổi sải, nó ăn không được, nó ngủ không được, tôi rầu muốn chết luôn à. Có chị. Dạ dạ. Dạ, khi thấu thì cô sẽ đào đi được bên đó sẽ cao hơn với tất cả những cái loại thuốc mà nó có công dụng giống như vậy. Mặc dù tiệm của tôi có bán vài loại thuốc giải độc mát gan thanh nhiệt, nhưng lúc đó tôi ưu tiên việc giới thiệu sản phẩm của cậu thanh niên này vì phần chiết khấu mà cơ sở cậu ấy để lại cho tôi cao hơn so với các cơ sở khác. Cái loại này uống làm sao á? Giá bao nhiêu? Với lại mấy đứa nhỏ nhà 10 tuổi uống được không vậy? À, cái này là trên 8 tuổi uống được rồi chị, đó là dạng cốm thôi, uống cũng dễ lắm. Chị cứ uống theo sử dụng với trên nhãn là được rồi. À, nhiêu vậy chị? À, 199.000 rồi chị. Thôi, tôi lấy thử một hộp về cho tụi nhỏ nó uống rồi sao nha. Một tuần sau, người phụ nữ đó quay trở lại tiệm của tôi lần nữa. Chị, bữa chị có nhớ chị bán cho tôi cái này? À, có chị, mà thuốc uống bị gì hả chị? Đúng là bị rồi đó. Bị gì vậy chị? Bị hết nóng. Trời, chị làm tôi hết hồn rồi. Nè, hôm nay á là tôi lại đây, tôi mua 5 hộp nữa, biết sao không? Trời ơi, uống hay quá trời luôn. Mấy đứa nhỏ nhà tôi hả, nó uống xong nó hết bị, nó ăn ngon ngủ ngon. Cái mấy cái bà hàng xóm á nghe tôi quả nói vậy á, nhờ tôi mua giùm 5 hộp á. À, nhưng mà bữa nay chị lấy 9 hộp được không? Còn 4 hộp á thì ngày mai chị ghé lấy đi ha. Nhà chị có gần đây không? Thì nhà tôi cũng gần á. Nhưng mà giờ tôi lấy 1 hộp trước. Ngày mai á tôi quay lại tôi lấy á, nhưng mà ngày mai là phải có nghe. Chắc chắn thì có rồi đó chị, để mất công tôi đi tới đi lui á. Có mà. Với lại á, tôi lấy 5 hộp vậy á là bà phải bớt cho tôi á, công tôi quảng cáo cho bà. Trời chứ. Khách đi về, tôi liền gọi điện thoại ngay cho cậu ấy để đặt hàng. Vì loại thuốc này là hàng mới nên tôi chỉ cầm chừng thôi, không có dám đặt nhiều. Tôi đặt thêm 6 hộp, 4 hộp giao cho khách và 2 hộp để trưng bán. Và đúng là rất là nhanh. Sau cuộc gọi đặt hàng thì tầm tiếng sau cậu ấy giao hàng tới. Để con cô ra cho cô kiểm tra nha. Dạ dạ con. Dạ, cô kiểm tra đi con. À cô ơi, tại vì một hộp này là bên con là nó có 5 cái hộp nhỏ như vậy, mà cô đặt 6 hộp, mà 2 cái này là nó 10, nên nó lẻ ra là 4 hộp nhỏ cô. Nên là cô lấy luôn giúp con nha con. Mà cô đặt con 6 hộp á là dư 2 hộp để bán rồi đó. Chứ bên cô cũng bán nhiều loại thuốc lắm con ơi. Dạ, tại vì nó lẻ ra nên con cũng khó để giao nữa, nên là cô lấy giúp con đi cô. À, coi như là 4 hộp này á con không có lấy tiền trước, rồi khi nào mà cô bán được á thì con sẽ thu sau nha con, giúp con nha con. Chứ nhiều khi á cô cần 1 hộp 2 hộp rồi cái con, nhiều khi con ở cái khu vực khác con tiếp khách thì cái con không chạy qua đưa cho cô liền nữa. Gì chứ bán hàng mà,
tôi luôn phải tắm bằng cán. Tôi sợ lấy dư về rồi bán không được, tụng hàng thì không có hay, nếu được gối đầu thì còn gì bằng nữa. Thế là tôi trả tiền 2 hộp cậu ấy cứ gửi lần trước, và 6 hộp tôi đặt thêm, còn 4 hộp còn lại khi nào bán được rồi tính tiếp. Dạ con cảm ơn cô nha cô, khi nào mà bán hết 4 bà thứ gọi cho con nha cô. Dạ thôi con đi trước nha cô. Qua hôm sau, khách nữ tới lấy 4 hộp thuốc như đã hẹn. Và từ đó, khách muốn mua thuốc hạ nhiệt giải độc là tôi đều tư vấn thuốc này hết. Vì bán có lời mà, khách khen có hiệu quả tốt nữa. Chừng 2 ngày sau, có người phụ nữ tới hỏi mua thuốc. Dạ, cô có bán cái hũ thuốc mà thanh nhiệt giải độc này không cô? À, cái thuốc này hả? Thuốc này cô không có bán lâu rồi, với lại bên công ty á, người ta không còn sản xuất nữa. Dạ, vậy tiếc quá à. Ba con nói á, cái loại này dùng ok dữ lắm. Vậy ở tiệm của cô á, có cái loại thuốc thanh nhiệt giải độc nào mà giá tầm 200 ngàn đổ lại không? Hàng nội địa cũng được nữa, chứ hàng nước ngoài á, giá cao quá, xài cũng ngán. À, cô có cái loại này nè. Dạ. Cái loại này á, khách bên cô mua uống á, là khen tốt đó. Đâu con mua về dùng thử rồi sao? Ừ, vậy hả cô? Vậy thôi cô lấy cho con cái hộp này đi. Bây giờ con dùng thử. Bao nhiêu tiền nha cô? 199 ngàn. Dạ. Dạ đây. Dạ rồi, cảm ơn cô. Qua hôm sau á, thì có một người khách khác tới hỏi mua đúng loại thuốc mà cậu ấy giới thiệu. Lúc ấy tôi vui lắm, vì không ngờ loại thuốc mới chỉ trong thời gian ngắn á, lại bán chạy đến vậy. Vì trong tiệm á, thì chỉ còn có 2 hộp à, nên tôi gọi ngay cho cậu đó và tiếp tục lấy thêm hàng với số lượng lớn, hơn 10 triệu. Đúng thời gian đã hẹn, cậu ấy mang hàng đến tiệm. Đã cậu có lâu không cậu? Cũng không lâu, thuốc rồi đó hả? Dạ. Cô, kiểm hàng rồi thanh toán giùm con luôn nha cô. Để cô chờ cô chút xíu đi. Dạ. Như mấy lần trước, khi cậu ấy giao hàng á, thì tôi đều tự tay mở thùng hàng ra kiểm, đúng thuốc, đúng số lượng, tôi mới trả tiền. Nhưng lần này thì lại không như vậy. Thôi, lấy cho con thuốc đau bao tử đi cô. À, ai uống cho con? Dạ, con uống. Bữa giờ con ăn cay không sao, tự nhiên mới ngày hôm qua đi ăn mì cay với mấy đứa bạn á, thấy nó bị sốt ruột, nó đau quá trời luôn cô. Trời, bị đau bao tử á, thì không có được ăn cay. Mình còn phải hạn chế chua với lại nóng đó nghe không? Tại đang thèm rồi sẵn mấy đứa bạn nó rủ nên con đi luôn. Tụi con bao nhiêu tiền vậy cô? À, của con là 52 ngàn. Dạ. Cái thuốc này á, là con uống sau khi uống thuốc này nha. À, dạ. Alo. À, dạ, dạ thuốc thanh nhiệt giải độc còn. Dạ, dạ, dạ. Giao liền á anh. Một lát nó giao rồi, giao gấp ha anh. Ờ, dạ, 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 dạ. Em qua liền. Coi con đã kẹt phải giao rồi. Định nhận thuốc khác á, cô thật sống cho con nha con. Chờ con chút xíu đi cô. Con muốn hỏi thăm cô vậy nè. Con có vậy em gái, không biết là mấy bữa nay nó bị gì vậy mà cái mặt nó nổi mấy cái mụn đỏ quá chừng luôn. Mà như là mụn gì đó, mà nặng ra toàn là nước thôi mà không có dân mụn. Cái đó là bị cái gì cho cô? Vậy là nó bị dị ứng rồi đó, chứ không phải bị mụn đâu. Nè, nó có xài kem hay là nó có ăn gì không? Rồi, con nhớ rồi. Mấy bữa trước á, mới khoe với con là mua hũ kem mới. Dám nó xài này nó bị lắm nè. Cái đó hả là con về con nói nó là được cái xài kem nữa. Với lại con bán cho con mấy người thuốc, con về con uống về nó hết à. Vậy chào con chút đi. À cô, cái thuốc này á, mình uống là bao nhiêu ngày sẽ hết cô? Rồi mình ngưng cái kem cũ á, mình có cần phải bôi thêm cái gì cho nó mau kẹp không cô? Cô ơi cô, lấy con 2 ngày thuốc á, mà cảm ho á, mà mẹ con bị đau bao tử á, cảm xúc nhẹ nhẹ em con nha. Cô nhanh giùm con nha, con trễ giờ. Cô mẹ con bị đau khớp á, cô lấy cái loại thuốc nào mà con hết đau á cô. À, chào cho con. Chào cô. Tính tiền vậy cho con đi cô, tại vì làm này cũng lâu lắm, tại con đang gấp á, khách đã hỏi con quá, không phải chạy về kho nữa. Mấy tiền con đi. Tính tiền vậy cho con đi cô. Một bên thì cậu ấy hối tôi kiểm và thanh toán tiền hàng. Một bên thì hai người khách đang chờ tôi bán thuốc. Tôi hơi bị rối, không thể để khách chờ đợi mình được. Và cũng vì do tin tưởng vào uy tín của cơ sở và những lần giao thuốc trước đó, nên tôi không kiểm hàng mà vội lấy tiền đưa
ngay cho cậu đó. Giúp con nha. Dậy đi nha cô. Dậy cho cô, dậy trễ giờ tôi quản nha. Phải quá là trễ giờ. Đây nè. Em cầm tiền của mình ngồi lát cái cửa hàng sau hả? Dạ. Dạ, cảm ơn cô, con đi nha cô. Dạ. Lệ giùm con đi cô. Lệ giùm con cô. Sau khi bán thuốc cho hai người khách, tôi mới đem thùng hàng vô trong á và mở ra để trưng bày sản phẩm. Tôi lật đật gọi vào số máy tên Trần Quốc Chiên thì tôi bao không có liên lạc được. Lúc này mới biết mình bị lừa. Tôi sau chuỗi lại tất cả mọi việc thì đúng là do mình đã bị lóa mắt trước phần lợi nhuận bán thuốc dễ tin và không kiểm tra kỹ cơ sở và giấy chứng nhận an toàn. Tôi đã không kịp nhận ra chiêu trò này. Một người vào tiếp thử thuốc và sau đó trong thời gian ngắn á thì các khách tới mua thuốc đều hỏi loại thuốc đã được tiếp thị và đồng ý mua ngay. Nè, hôm nay á là tôi lại đây tôi mua 5 hộp nữa, biết gì không? Thôi uống ngay qua trời. Vậy ở tiệm của cô có cái loại thuốc thanh nhiệt giải độc nào mà giá tầm 200.000 đổ lại không? Một hộp này á là chỉ có 199.000 thôi. Để dẫn dụ tôi đặt mua thuốc với số lượng lớn, rồi ôm tiền bỏ trốn. Vì muốn mang lại lợi nhuận cho cửa tiệm, chị Thương từ từ bị rơi vào bẫy một cách tự nguyện, lúc nào không hay biết. Bởi câu chuyện trên thực chất chỉ là một kịch bản mà tên trình dược viên giỏm đã lên kế hoạch sẵn. Qua đó cũng có thể thấy rằng bọn lừa đảo rất kiên trì chờ đợi cơ hội để ra tay. Chúng còn có đồng bọn giúp sức vào vai người tiêu thụ sản phẩm. Và con Huy rất mong các nhà thuốc nhanh chóng cập nhật chiêu thức lừa đảo nêu trên cho nhân viên của mình biết, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương thức đối phó hiệu quả khi chẳng may gặp phải những tên trình dược viên lừa đảo như trong câu chuyện trên. Con Huy rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Truyền Cảnh Giác được phát sóng vào lúc 16:40 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để cùng theo dõi những câu chuyện có thật được tái hiện lại thông qua lời kể của nạn nhân và người chứng kiến. Qua đó thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích. Thưa quý vị, giả làm thợ sửa điện nước hoặc là người quen trong gia đình để lọt vào nhà, sau đó thừa cơ trộm cướp tài sản, hãm hại gia chủ, đó là thủ đoạn khá quen thuộc của bọn tội phạm. Dù báo đài đã cảnh giác chiêu lừa này nhiều lần, nhưng cái bẫy này vẫn chực chờ những người cả tin, coi nhẹ những nguyên tắc an ninh cần thiết và đã có không ít những chuyện đáng tiếc xảy ra do những thói quen này. Tiểu phẩm sau đây sẽ tái hiện lại tình huống ấy. Con Huy xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ngay sau đây để có cho mình bài học cảnh giác bổ ích quý vị nhé. Dạ, con chào cô. Con tím ai vậy? Dạ, con là Thanh, bạn của Hạnh nè, cô không nhớ con hả? Ủa, con nói vậy là giống như là cô với con á quen lâu lắm rồi hả? Dạ đúng rồi, lúc trước á con với lại nguyên đám bạn á hay qua bên nhà rủ Hạnh đi chơi lắm, mà cô quên rồi hả? Mà công nhận nha, lâu ngày á mới gặp lại cô, con thấy cô cũng y chang hồi xưa, không có khác chút nào á, mà ngược lại á càng ngày càng trẻ ra nữa nha. Nhỏ này khéo miệng ghê luôn á. Mà bữa nay kiếm Hạnh có chuyện gì không? Dạ thì Hạnh rủ con qua nhà chơi thôi, sẵn thăm cô luôn. Hạnh nó đi làm rồi, mà nó đi làm về tối mờ tối mịt luôn à. Ủa sao kỳ ta? Sao nó kêu con qua giờ này mà nó chưa về nữa? Hay là nó muốn con vô nhà ngồi chơi với cô trước? Chắc tại lâu rồi đó, cô cháu mình không gặp nhau nên mới tạo cơ hội cho cô cháu mình tâm sự với nhau mà. Không mấy cô vô nhà con ngồi đợi Hạnh chút nha cô. Nhà thì có hai mẹ con gái tôi nó đi làm ở cơ quan suốt, tới chiều nó mới về nhà. Thường tôi chỉ ở nhà có một mình,
cho nên con gái luôn dặn tôi rất là kỹ, không có được tiếp chuyện với người lạ, và nhất là không có được cho người lạ vô nhà. Nếu mà có cái gì bất thường á thì phải gọi cho nó. À thôi, để con gọi cho Hạnh cho. Nếu mà Hạnh nó chưa về thì con đi công việc rồi xíu con ghé cũng được. Alo bà hả? Sao bà chưa về nữa? Trời ơi, bà ít có ác ghê, biết trưa nắng muốn chết không, kêu người ta qua rồi cho người ta đợi. Rồi, có nghĩa là bây giờ tôi nói với lại bác là cho tôi vô nhà ngồi chờ bà về đúng không? Rồi, về nhanh nha. Rồi. Hạnh nó kêu con á là vô nhà ngồi chờ nó một chút. Bữa nay nó xin nghỉ làm sớm á cô, nên là nó đang chạy về. Mặc dù là tôi không có nhớ là đã từng gặp cổ hồi trước như lời cổ nói, nhưng mà nhìn cái kiểu cổ ăn mặc á rất là đàng hoàng, rồi nói năng á thì hoạt bát lễ phép nữa, đâu có giống cái phường trộm cướp. Không hiểu sao á, tôi cũng có cảm tình với cổ lắm, thấy cổ nói chuyện với con mình rõ ràng ra như vậy, rồi không lẽ trước mặt cổ á tôi lại đi gọi cho con gái, rồi mình làm như vậy á thì cái thái độ của mình á là không có tin tưởng người ta, thì thấy nó cũng kỳ. Lúc đó tôi nghĩ như vậy, cổ là con gái, chân yếu tay mềm thì làm sao mà hại mình được. Nếu mà người đó là đàn ông con trai thì khác rồi, cho nên tôi mới kêu cổ vô nhà ngồi đợi con gái tôi về. Kẻ xấu đã lọt vào nhà quá dễ dàng, chỉ với vài câu xã giao đầy thân thiện và động tác giả vờ gọi điện thoại. Lẽ ra bà Năm nên gọi lại cho con gái của mình, hoặc nếu không liên lạc được thì bà có thể nhã nhặn hẹn khách tới vào dịp khác. Có rất nhiều nguyên tắc mà bà Năm đã quên để đón người lạ vào nhà khi bà chỉ có ở nhà một mình như vậy. Ủa bình thường cô ở nhà có một mình hả cô? Thì con biết rồi đó, có hai mẹ con à. Mà con Hạnh đó thì đi làm từ sáng tới chiều tối, có khi nó đi công tác 2-3 bữa nó mới về, nó bỏ cô thui thủi có một mình. Dạ, vậy cũng giống nhà của con á. Lúc trước á, con cũng đi làm bỏ mẹ con ở nhà có mình hoài, thấy thương lắm cô. Nên con mới quyết định á, là về quê làm luôn. Rồi bữa nay á, có việc bận con lên đây đi công việc, rồi sẵn con ghé thăm cô với Hạnh luôn nè. Dạ, mà nhắc tới nhà con mới nhớ, con lên đây thăm gia đình mình mà con không biết mua gì hết á, nên là con có đem một ít trái cây. Đây, này là ở nhà con Đồng đó cô, bảo đảm an toàn luôn. Con biếu cô ăn lấy thảo. Còn khách sáo quá. Mà có dưa hấu nữa nè. Thôi con xin phép cô, con xuống dưới con gọt dưa hấu, con bỏ tô lạnh sẵn. Rồi hồi nữa Hạnh về ba cô cháu mình cùng ăn nha cô nha. Thôi con ngồi đây đi, cái này để cô làm cho. Dạ. Ngồi đó đợi nha. Dạ, vậy con ngồi đây chơi. Trong nhà lúc đó cũng đâu có trái cây hay bánh trái gì để mời khách, nên sẵn có trái cây vườn của cổ mang tới, tôi mới gọt ra một ít rồi mời cổ ăn lấy thảo luôn. Đây. Dạ. Cô gọt nửa trái, còn nửa trái để chổng lát Hạnh về cho nó ăn. Dạ. Dạ, con mời cô. Dạ, con ăn. Con ăn. Dạ. Ngọt quá. À, con xin phép. Dạ, alo, má, con nghe nè. À, dạ, con đang ở bên nhà của Hạnh. Con đang ngồi nói chuyện với mẹ của Hạnh nè. Dạ, tại lâu lâu có dịp lên nên sẵn con ghé qua thăm luôn. Dạ, ngày mai con về. Dạ rồi, dạ. Vậy thôi nha má. Dạ, má của con gọi hỏi thăm. Tại lúc trước á, má của con cũng quý Hạnh lắm. Dạ, con ăn đi. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Cho phép con đi toilet xíu nha cô. Dạ. Ở với sao con? Dạ. Dừa ngon quá. Dừa ngon không cô? Dạ. Ủa mà cô,
Hạnh có định là khi nào lập gia đình không cô? Cô cũng không biết nữa. Nhưng mà thôi, cô cũng không ép nó đâu. Nó muốn cưới giờ nào nó cưới. Còn con sao? Trời ơi, con cũng giống Hạnh vậy á cô. Tại bây giờ cũng lo làm để lo cho má của con, nên là con cũng chưa nghĩ tới cái việc mà lập gia đình nữa. Tôi với cổ ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Rồi tự nhiên cái tôi thấy trong người tôi sao nó kỳ kỳ. Tay chân thì bủng rủng, lạnh toát, giống như là mình mới làm việc nặng xong vậy đó. Đầu thì nó nhức bưng bưng, mắt thì nhíu lại. Mặc dù trời còn đang sáng bửng à. Lúc đó tôi cứ nghĩ là do mình làm việc nhà ở ngoài sân á, cho nên mình bị say nắng. Quý khán giả có thể thấy cô gái thân thiện này liên tục tìm cách từ chối ăn miếng dưa do chính cô đem đến tặng chủ nhà không ạ? Và đây có thể cũng là mấu chốt của chiêu trò. Cùng xem tiếp quý vị nhé. Đấy, nè cô, vậy à, không thấy nhá, cô nằm xuống đây nha, nghỉ ngơi xíu đi cô. Dạ từ từ nha cô. Cô ơi cô, cô ơi cô. Ủa? Má! Má! Má ơi! Má! Má sao vậy? Má ơi! Má! Má ơi! Má tỉnh dậy đi má! Má ơi, má dậy con má ơi. Trời ơi, má sao vậy má ơi? Má tỉnh dậy đi má ơi. Má sao rồi? Ủa con về rồi hả? Dạ con mới về nè. Mà má thấy sao rồi? Má đỡ chưa? Má đỡ rồi. Hồi nãy có con nhỏ con Thanh, nó bạn con á. Nó đâu rồi? Thanh nào má? Nó nói nó bạn con, rồi nó điện thoại nói với con rồi. Rồi nãy má cho con, nó vô nó ngồi đây. Không có ai gọi cho con hết má ơi. Là sao? Vậy là má bị lừa rồi đó. Tại vì hồi nãy con về á, lúc mà con xuống nhà con lấy khăn lau cho má đi ngang qua phòng của má với con á, phòng của con với má bị lục tung hết lên luôn rồi. Má bị lừa rồi đó. Hả? Vàng má đâu rồi? Thôi bình tĩnh má ơi, má không sao là mừng rồi. Bây giờ tài sản trong nhà mình á, nó lấy hết đi rồi còn gì nữa đâu. Má không sao là mừng rồi nè. Bình tĩnh đi má. Vậy là con nhỏ đó nó gạt má. Nó điện thoại vậy là nó không phải nó nói chuyện với con đâu. Nó làm má tưởng là nó gọi cho con. Rồi nó còn nói con đi vô nhà đi. Đó, con kêu nó vô đây đợi nên má mới cho nó vô. Chứ má nhớ lời của con dữ lắm. Con nói là con kêu má chừng nào ai mà kiếm á là phải gọi điện cho con. Má định gọi. Không mấy cô vô nhà con ngồi đợi hạnh phúc nha cô. À thôi, để con gọi cho Hạnh cho. Có nghĩa là bây giờ tôi nói với lại bác là cho tôi vô nhà ngồi chờ bà về đúng không?
thôi, người ta là cải gian mà má, người ta nắm bắt hết tâm lý của mình hết á. Thôi giờ không sao nè, bây giờ con đưa má đi bác sĩ để kiểm tra thử là má có bị sao không nha. Thôi không sao đâu, đi con đưa má đi nè. Thôi không có sao hết á. Tôi kể lại hết sự tình cho con gái nghe, là tôi cho cổ vô nhà rồi gọt trái cây cùng ăn với cổ. Lúc đó con gái tôi nó mới giải bài là có thể tất cả cái số trái cây mà cổ mang tới á, để tặng tôi đều được đã tẩm thuốc mê cực mạnh. Tôi chỉ cần ăn một hai miếng thôi á, là sẽ mê man ngay. Tôi đi khám bác sĩ á, thì họ cũng nói y như vậy. Hèn chi lúc mà tôi đưa mời cổ ăn dư hấu á, cổ luôn có lý do để mà khỏi phải ăn. Bị một lần á, thì tỏi tới bây giờ. Lần sau á, dù cho người lạ người ta có nói cái gì đi nữa, tôi nhất định á, cũng phải gọi điện thoại cho con tôi để xác nhận lại cho chắc ăn. Thưa quý vị, trò lừa này tuy không mới nhưng thực tế vẫn còn được áp dụng. Kẻ gian thường nhắm vào gia đình ít người, người già ở một mình. Quý vị hãy lưu ý với người thân về thủ đoạn này quý vị nhé. Chỉ cần đảm bảo nguyên tắc là không cho bất kỳ người lạ mặt nào vào nhà nếu không có sự đảm bảo rõ ràng về nhân thân. Trước những trò giả vờ gọi điện thoại hay là giả danh thợ sửa đồ đạc trong nhà, nhanh nhất là một cuộc điện thoại kiểm tra cặn kẽ, đừng vì cả nể, sợ mất lòng mà tự chuốc họa vào thân. Hãy bảo vệ mình và người thân của mình bằng sự hiểu biết và luôn cảnh giác quý vị nhé. Chương trình Chuyện Cảnh Giác đến đây xin phép được khép lại. Quang Huy xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Rất mong được gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16:40 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và hãy chia sẻ những câu chuyện lừa đảo, những tình huống trộm cướp manh động, tinh vi mà quý vị gặp phải về địa chỉ email của chương trình chuyencanhgiacvn@gmail.com để chúng ta cùng có những bài học cảnh giác hữu ích quý vị nhé. Chúc quý vị sẽ có những kỳ nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.